Chào các bạn. Bây giờ chúng ta qua bài tập rèn luyện tự giải. Đó là viết phần mềm quản lý điểm cho trung tâm tin học của một trường đại học nào đó, đó. Thì cụ thể là chúng ta xem mô tả như sau. Tức là trường đại học XYZ sử dụng SQL Server để lưu trữ danh sách sinh viên và bảng điểm của học sinh, sinh viên như sau. Tức là dữ liệu được thiết kế đó là mã môn học thì có mã và tên. Lớp học cũng có mã và tên. Sinh viên sẽ có mã, tên, mã lớp, số biên lai. À, tại vì trung tâm thì có biên lai. À, tương ứng với với sinh viên đó và điểm thì có mã sinh viên mã môn điểm được chưa? thì chúng ta tự suy luận à, đâu là khóa chính đâu là khóa ngoại trong cái trường hợp này thì chúng ta sẽ thiết kế trong SQL Server để chúng ta xử lý ha. thì à, chương trình à, sẽ hiển thị danh sách sinh viên theo lớp đang chọn từ còm à, và chúng ta chú ý là danh sách sinh viên sẽ được sắp xếp theo trình tự tên và họ ha. thì bây giờ chúng ta xem sơ qua về giao diện như sau. À, thứ nhất là à, khi khởi động lên À, thì nó nạp cái gì ở phía trên đây là môn học thì chúng ta sẽ viết cốt à chúng ta nạp toàn bộ môn học trong cái bảng môn học lên phần còm bốc và phần bên dưới là phần à, lớp học à, thì chúng ta cũng gì mặc định khởi động lên chúng ta cũng nạp cái lớp học toàn bộ lớp học vào đây thì trong quá trình mà chúng ta lựa chọn ví dụ như bây giờ chúng ta chọn là à, chọn cái lớp à chúng ta vào cái lớp học chúng ta chọn một cái lớp bất kỳ nào đó thì danh sách sinh viên à, ở chỗ này này cái sinh viên đây nó sẽ hiển thị là cái toàn bộ sinh viên học theo lớp nào đó ha à, nhưng mà nó phải thuộc cái gì thuộc cái môn học nào đúng không? tại vì người ta có thể học à, học nhiều môn mà học nhiều môn khác nhau à, như vậy thì chúng ta phải dựa vào đâu để chúng ta có thể hiển thị được? thì chúng ta để ý là cái điểm cái điểm thì nó sẽ liên quan đến cái sinh viên với cái môn học đúng không? đó thì thì ví dụ điểm ở đây này là chúng ta nhập vào là mã sinh viên này họ tên điểm chúng ta có thể nhập à, trực tiếp trên cái data review luôn được chưa? thì kem để ý là ở đây chúng ta điểm thì khi nhập điểm thì chỉ là điểm trong giao diện này là cái tên như vậy thì vấn đề là cái điểm này sẽ gắn cái tên rồi như vậy là lớp nào đúng không? như vậy thì chúng ta sẽ gắn vào cái lớp và cái mã môn học thì thông thường nó sẽ đi với mã môn học. thì vì chúng ta để ý là cái điểm thì nó gắn với mã sinh viên là một này, à mã môn học là hai này, đó thì chúng ta sẽ tương ứng với mã sinh viên và mã môn học thì chúng ta sẽ có điểm. Như vậy thì à, trong cái trường hợp này là chúng ta coi này là chúng ta chưa nói đến cái phần cho thi lại ha. Tức là thi lại thì chúng ta phải thêm cái là số lần thi nữa lần thi thứ một, lần thi thứ hai. Nhưng mà trong bài này coi như chúng ta thi có một lần. Như vậy thì chúng ta đi là ứng với mỗi sinh viên, họ sẽ có điểm ha, là mã sinh viên, mã môn học và điểm. Tại vì một sinh viên người ta có thể học nhiều môn học nào đó. Ha. Thì do đó là à, chúng ta À, tải lớp vào thì nó sẽ hiển thị sinh viên vào đây tương ứng với điểm là ứng với môn học này nha tức là khi người ta vừa chọn lớp vừa chọn môn học thì nó phải hiển thị là danh sách sinh viên của cái lớp này với cái môn học này à thì có điểm như thế nào đã thì khi chúng ta trong phần này chúng ta chỉ bấm nạp thì chúng ta hiển thị sinh viên theo lớp và môn học rồi đúng không thì trong nút lưu này thì chúng ta sẽ bấm lưu để chúng ta cập nhật điểm vào cơ, cơ sở liệu tại vì khi sinh viên đăng ký học thì có thể là người ta học khoảng một tháng rưỡi xong người ta mới thi đúng không đó như vậy danh sách học thì có trước nhưng mà cái danh sách điểm thì phải có sau tại vì người ta học xong người ta thi mới có điểm đó, thì lúc đó chúng ta bấm nạp dữ liệu thì nó mới tải toàn bộ cái sinh viên theo lớp và theo môn học lên nhưng lúc đó điểm người ta chưa có ha sau đó chúng ta với gì trong cái cột điểm của cái data review này chúng ta phải nhập điểm cho họ nhập điểm xong chúng ta bấm lưu xuống ha thì lập tức nó sẽ cập nhật lại dữ liệu do đó khi mà chúng ta bấm nạp lại dữ liệu thì nó phải có lại cái điểm mà sinh viên đó đã có điểm đúng không? nhưng mà trường hợp này nhớ là chúng ta không cho thi lại ha Tại vì nếu muốn cho thi lại thì rõ ràng trong cái điểm này này thì chúng ta phải có thêm một cái cột nữa đó là cột số lần thi. Rồi ngoài ra chúng ta phải hỗ trợ chức năng là cần chuẩn B là dùng để in ấn, hoặc à, hoặc là chúng ta tự kéo thêm một cái nút gọi là nút in ấn ở đây. À, nhưng mà ở đây chúng ta có thể cần à, chuẩn B đi ha. Cần chuẩn B thì nó sẽ gì hiển thị danh sách à, sinh viên theo lớp và theo môn như sau này đây là cái màn hình à, để chúng ta có thể in danh sách cái học viên à, ra ha là số thứ tự này, tại nó là họ này, tên này, à, số biên lai, đây là in cái cái danh sách lớp ra đó, à. như vậy thì cái phần in ấn này chúng ta đã được học rồi đúng không? Chúng ta cần kết hợp. Vậy bài này nó rất là khó, các em chú ý nha. Nhìn giao diện thì nó rất là đơn giản nhưng mà xử lý nó cực kỳ khó, à, tại vì nó liên quan mối hệ rất là nhiều thứ và chúng ta cố gắng chúng ta làm được cái kiến trúc đa tầng để chúng ta làm phần này ha đồng thời chúng ta có thể gì luyện được data binding để chúng ta có thể gì nhập thông tin trực tiếp trên data review chúng ta update dữ liệu vào cơ sở liệu luôn ngoài ra chúng ta phải gì luyện lại cái data set để chúng ta gì gắn vào cái report viewer để chúng ta hiển thị danh sách của học viên lên đúng không rồi như vậy chúng ta cố gắng làm lại bài này ha và, bài này thầy cũng không cung cấp cái số code cũng như cơ sở liệu ha chúng ta phải ráng cố gắng tự làm ha để chúng ta nâng cao cái khả năng coding của mình À, chúc em thành công